những hòn đảo xa xôi đẹp như vạn nguyên sơ nghĩa của Lại Loan, Lan Yu. Hôm nay là ngày thứ ba của chúng tôi ở Lan Yu. Chúng tôi đã đến thăm trận cơ hỏa du nghĩa ở Lan Yu. Lên một trong số ít nhà hàng mở ở Lan Yu để ăn tối. Cả ngày hôm nay ai cũng mệt và đói, sẵn sàng để bắt đầu bữa tối. Bởi vì cảm động phải này để nên cố rất nhiều khách du lịch đến, phải dùng quá nhiều để năng. Vì vậy, chúng tôi rất may mắn khi đã phải chịu đựng hai đợt cúp điện. Tất cả chúng tôi thuê một chiếc xe máy và đi đến những hai đăng, cành dọc đồng đẹp nhưng khoảng đồng đi thì rớt và cặp kèn. Chúng tôi cũng đã đi tắm những khoáng lạnh để nịnh nhiệt và làm mát nhẹ độ cơ thể. Mọi người đều nghĩ Lan Yu rất đẹp. Đây là điểm tham quan nổi tiếng của đảo Lan Yu, động tình nhân, rất nổi mượn và hoành tráng. Sản phẩm nổi tiếng của Lan Yu, cá chuồng khô. Phong cảnh của Lan Yu thật sự đẹp như một bức tranh vẽ. Buổi tối, chúng tôi ra biển chơ chỗ nêm lá. Hoàng hôn thật là đẹp. Buổi tối, chúng tôi đi chỗ đêm để kiếm đồ ăn. Bãi hải lá thật sự lá hơn Đài Loan. Sau khi trời về nhà chỗ, chúng tôi tụ tập với nhau để chơi bài, trò chuyện và ca hát. Chúng tôi cũng đã đến thăm sân bay Lan Yu. Những người ở đó tận nhiệt tình và lán yêu. Chúng tôi cũng đến một quán nhất đã nổi tiếng đặc biệt trên mạng để ăn đá. Bên trong trang trí rất đặc biệt. Vừa ăn lá vừa hóng gió biển là một thú vị thật sự. Lan Yu thật sự rất đẹp. Tôi nhớ định sẽ đến Đà Nẵng.